Phản ứng của Do Thái đối với chương trình nguyên tử Iran Tin từ Jerusalem, Do Thái đã bày tỏ sự lo ngại nghiêm trọng đối với chương trình nguyên tử Iran. Cơ quan nguyên tử năng quốc tế hay IAEA đã đưa ra một bản phúc trình trong ngày hôm qua, cho biết Iran đã trang bị 180 máy ly tâm IR 2 ml ở Nazan. Phát ngôn viên Mark Regev của chính phủ Do Thái nói rằng, bản phúc trình của IAEA cho thấy Iran đang sắp có đủ uranium làm giàu để chế tạo vũ khí nguyên tử. Do Thái sẽ không để những ông đạo tướng ở Iran thủ đắc vũ khí nguyên tử. Do Thái đã đã hạn định giữa năm 2013 là thời điểm Iran có đủ uranium làm giàu để chế bom nguyên tử và sẽ tấn công quân sự. Ông Reagan cho biết chương trình nguyên tử Iran sẽ là nghị trình hàng đầu khi Tổng thống Obama gặp Thủ tướng Negasio vào tháng vào tháng tới.